giật. Chào các bạn đã quay trở lại với SNO Reaction. Hôm nào phải hú à? Lại là em gái mưa, nhưng lần này sẽ là một bản parody của Huỳnh Lập mà đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội. Và hôm nay thì bọn mình sẽ cùng xem nhá. Mưa làm gió xong mấy ngày hôm nay mưa tầm mưa tã. Thật, chả thích mưa thì cả. Khung cảnh của nó là giống như hệt đúng không? Y hệt luôn đấy. Cái trường đấy đúng không? Và anh ở xe đạp của bà mà là rất là có cái xe gì, xe hai bánh ngày xưa trẻ con hay đu 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 đi đúng không? Nhìn mình nghiêng xinh nhở. Nhưng mà nhìn kiểu lướt qua ấy thì cứ tưởng là nhân vật chính là nhân vật kiểu đúng. Chính là nhân vật chính. Đúng rồi, nhân vật chính là nhân vật chính. Kiểu tưởng là Vi đúng thật đúng không? Tưởng là Vi thật, Vi bản gốc. Nhưng mà nhìn sang quả này thì ôi giời ơi, bà ấy kiếp đứng xin. Má ơi, thằng mưa quá hả, để chạy hiền. Má bốn thằng luôn kìa. Trời đây bắn kiếm với bên cụi. Kêu bắn thân mình rồi. Bị bắn tỉa vậy. Đùng đùng. Ôi, nhiều quá. Một đoàn. Ôi, anh ôi, ôi chị nghe xinh ấy, chị áo dài đỏ ấy. Ôi, giật. Giật nhiều. Má, cái chữ của má đẹp. Má. Má, bắn mình. Má, giờ bà đẹp quá hả? Còn mình giật theo. Ôi vãi, vãi là ba lúng màu đồng tiền của thầy kìa. Đâu? Em này nó chấm vào đúng không? Nó chấm vào đúng không? Không phải cái má lúng đồng tiền đúng không? Mới đầu tao tưởng là dính lò nghẹ. Y chang tóc mày luôn á Diễm. Ôi, dính tóc của mọt. Tao cứ tưởng là bung nửa tóc giả. Sao nam? Nam. Nam này à? Nam béo này. Ôi. Ôi trời ơi. Ôi Hương chàm. Mà kiểu không nhìn cái đấy kiểu phong cách trang điểm cũng phong cách trang điểm cũng giống. Đừng tin. Uống xong rồi đưa cho người ta chứ. Không nhắn tiếp. Ôi. Ê, ông thầy này cũng là ông này. Ờ đúng rồi, vẫn là ông thầy. Có ông thầy nhỉ? Nhỏ ra thầy bị sơn thủy tinh mỗi lần cả nhậu cả nhậu xin một cái. Sơn thủy tinh. Thế nào? Ôi trời. Cái tiếng như nó cứ rất. Ui. À. Ôi thế mà nó không mấy lần mà nó không rụng cả tóc giả nữa. Nó có cái đỡ, nó có cái nút rồi. Kiểu như nhây á. Mình coi là mình mắc bài. Đó. Kiểu quá đà ấy. Tôi nhìn quả gáy. Không kiểu hồ ta đương trà mà sao. Lúc trước là môn sinh, bây giờ là môn toán này. Mời em lên bảng. Ê, bài này nhìn quen lắm rồi. Thế giờ em không nhớ cách làm đâu. Cái này là sẽ lúc hai trên nờ chữ xích. Đúng rồi. Thầy, một nhân xích còn khó. Vỗ tay cái gì không? Tháo xảo luôn. Trời ơi, cái phong cách của nó rất là lầy và rất là chợ luôn á. Đây là một trong những người mà cô bị ảnh hưởng rất là nhiều trong cái cách làm lý hình cụi. Hình cụi quay cũng y hệt luôn ý. Đấy đây đây, ở video nam, trước nam. Em cũng kiểu bảo là ơ sao cô nam thích Vi mà nam không chạy ra kiểu đưa ô các thứ. Cho là cái này nó thực tế hơn đúng không? Sợi đánh nhau, nó mang ô rồi đánh nó. Tức là cũng đang để cho thấy. À à, ok. Tự nhiên cái thằng này bảo phá hoại không. Ôi dồi. Không phải là nối vòng tay rồi. Tụi dán lên mây à? Chống mưa kìa. Chống bà ngồi kìa. Không đội đầu lên hả má ơi. Cái ma đúng đồng tiền bị lem rồi. Không đưa kính. Mất đi kìa. Đi mặt. Má nhập đi má. Đây rơi buông. Đâu rồi, đúng đoạn là ngày buông đúng không? Quả đấy mà rất xong bay luôn là thầy kìa. Cái nhây kinh khủng luôn. Đấy biết em ơi. Sao mà đội đá. Em ơi. Nó rơi ở cái lưới đằng sau kìa. Đánh ngủ rồi. Anh lòi cái lưới này. Không, sao tao không thấy hạnh phúc. Uầy, lau tóc giả. Lau tóc giả. Ui, tao có nổi không? Có thể cảm giác tóc lại bên lên bên rồi. Kiểu vừa gội đầu xong. Đang nhớ. Thế đây là ý gì? Không, tức là kiểu năm nào có một thầy giáo, cô giáo đến ấy. Rồi thầy nào cũng như thế. Kiểu thành phố sẽ được tình. Không phải là kích thích.
áo gì kiểu tết gà ấy nhở, kiểu tết gà ấy. Cái cảnh này giống hết Hương Tràm luôn này. Cái áo cũng giống mà tóc giống á. Nhưng mà mặt thì mặt kia giống là giống nước chớ. Cái phong cách trang điểm thì giống mà, phong cách trang điểm giống mà. Xoài xoài xoài. Ở trong kia là bị ốm ấy, bây giờ là chấn thương sọ não. Phá cảm xúc. Có nhạc trong phòng tắm. Sao em giả gái hoài vậy? Giờ em nói chị nghe này nè. Nếu như Hương Tràm là nam ca sĩ đi, rồi em làm đàn ông thì chị coi hợp lý không? Ê, nhìn cái áo mặc là nó không mặc một bên đúng không? Ừ. Kiểu hết swing lấy lại thần thái luôn, sợ quá luôn. Chung lô hả? Ôi bà. Cái lóc phủ. Ôi. À. Cái này hơn, cái này mắc hơn cậu sang đá rồi đó. Nó kiểu như là nó làm đổ lên mọi thứ luôn. Nhớ like và share chờ nhá, để ghi cái gì kênh đấy. Đây 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 đoạn chiều đó, chiều đó từ con vợ này. Ê cái xe đạp của tôi sẽ chạy thành cái xe kia. Con nước thì chưa. Con chưa. Ê cứ đâm bay. Ít bây giờ là mấy giờ không? 12 giờ khuya rồi đó. Khuya lơ khuya lắc rồi mà chưa được ăn cơm nữa. Làm tao tao đá vậy. Sao sao công dân đấy. Như thầy Vũ đó. Thầy Vũ làm sao? Chiều nghe nói là lên cơn đau tim nhập viện rồi. hẹp quá ra sao ra sao ra. Thầy Vũ nhập viện lúc chiều, bây giờ mày mới báo tao. Thì lúc chiều nghe tin xong tao về nấu cơm ăn, có sức khỏe. Một like. Xong chở tao đi. Ở đây đây. Xe này chở đi thôi. Xe này chở đi thôi. Lái xe. Đi vào bệnh viện. Thế cho nó hợp lý. Sau đó đi qua đi lại. Ôi trời, kiểu căn đúng lúc nhở. Ôi sao phiên bản này béo đấy. Nữ bị giật bò là đây hả? Bà bác sĩ có tắm rồi. Mờ luôn. Mờ. Ngập. Tôi chưa chết bác sĩ. Chết. Sợ lắm. Trí. Chị. Bỏ. Thành công. Các bỏ xong. Thân. Thăm viếng. Thăm luôn cái xe đạp của ấy rồi. À, đúng rồi, có bị gắn à. Nhớ lại. Ôi trời ơi. Giống cười quá nhở? Nhìn vật vã thế mà bảo cười. Nhìn giống cười. Cẩn thận. Còn có thể là tham quan trai bắt được nữa. Mẹ. Đây phiên bản khác. Phiên bản kết thúc có hậu. Người mẹ phúc hậu ấy đã cho tôi một tình yêu thanh xuân thật đẹp. Cảm ơn mẹ đã cho con. Cái này giống cả với cả đoạn cuối ở kia. Cảm ơn mẹ cho tôi một kết được khác hạnh phúc. Cho tụi con hạnh phúc bên nhau. Như lại. Hay quá dễ thương. Kiểu như là lố toàn tập luôn, lố từ đầu tới cuối luôn á. MV này thì được đầu tư rất là công phu, góc quay, cảnh quay, kể cả trang phục của nhân vật, từ cái kính, bộ quần áo đều giống hệt như trong bản gốc. Và cả cái má lúm đồng tiền của thầy cũng rất giống. Nhưng mà lố là cái duyên của mình lập rồi. Lố duyên, chứ không phải lố mà vô duyên. Có thêm những chi tiết cười, gây cười. Và nói chung là có một vài chi tiết giải đáp được những cái thắc mắc của người xem khi mà xem MV bản gốc. Ví dụ như là như Mây nói là cái lúc đưa áo mưa đúng không? Che ô đúng không? Ừ. Đấy, tức là trong bản gốc là tại sao Nam đang tán tỉnh Vi như thế mà không đi ra, mà chỉ có Vi đứng đấy một mình. Trong bản này đã bị thủ tiêu. Vậy, đấy, nói chung là bọn mình cười khù khạc thế, chắc là các bạn cũng thấy là nó hài hước rồi. À, đoạn kết thì bất ngờ và hay so với bản gốc. Không, em thấy là cái kết này nó hợp lý hơn nhỉ? Cảm giác bản gốc nó cứ thế nào, nó cứ lửng lơ kiểu gì ấy. Nhìn trên cao, bóng trời yêu mà anh đã dành cho em. Thôi thế thôi, đến đây ông nó lại kể câu chuyện. Nó lại kể chuyện người yêu cũ đấy các bạn ạ. Ôi thôi tao đây, xong mày lại nhét vào háng. Hôm qua ấy, em mới biết là có một bạn fan ấy nhắn tin xem là thích em sau cái đợt kể về người yêu cũ. Thôi được rồi, không cần kể lại nữa đâu. Ít được rồi. Nếu các bạn muốn xem thêm MV này thì nhớ mua chiếc cặp MacBook Air. Ở tại cửa hàng 7-Eleven đây có những chương trình ưu đãi khuyến mãi hấp dẫn, trả góp 0% không đồng lãi suất nha. Cảm ơn 7-Eleven đã tài trợ MacBook Air cho video ngày hôm nay.
Xin chào và hẹn lại. Vâng, chỗ con MacBook đã lắm. Con MacBook mượt mà đã lắm, thích lắm mọi người ơi. Nhớ mua MacBook tại sale đấy nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.